tuần. Một hôm tôi đứng tần ngần vì nàng đã cất nhầm quần của tôi. Vì không có giỏi mùng tơi cho nên đánh bạc sang chơi tìm quần. Tôi sang chơi chỉ có một lần mà nàng nhớ mãi cái quần của tôi. Và vì cô hàng xóm có nghiện quần mình nghe quán cất nhầm. Hôm nay đi hội nghị đi chơi vui vẻ như thế này mà cháu quần áo mới mặc vẫn cứ phải mặc cái này khổ thế này không như vậy. Em xin giới thiệu với tất cả các bác, tên chính thức của em là Lê Văn Láo. Ngày xưa các cụ bảo rồi, để con ra đặt tên con xấu xấu rồi cho nó dễ nuôi. Chính vì thế mà bố mẹ em đặt em tên là Láo. Bây giờ mỗi lần ra đường trẻ con nó cãi nhau, nó cứ lôi em ra nó chửi. Cái thằng này đừng mà Láo nhá, cái thằng này đừng mà bố Láo nhá. Khổ thân em thế chứ để. Em thì một vợ một con, sau khi vợ em đẻ cho em đứa con gái xong, bây giờ cô sang nước ngoài rồi. Cô ấy bảo cô sang làm y tế. Người ta đi 4 năm người ta về hết rồi, mà vợ em đi 8 năm vẫn chưa về đó bác ạ. Em hỏi thật, có bác sai nào đây chịu được 8 năm không có vợ bên cạnh không? À? Có bác sai nào đây chịu được 8 năm không có vợ bên cạnh không? Không ai trả lời được. Trai thanh hóa kém quá nhỉ. Lúc nào cũng phải bám mấy vợ ạ? À? À, không chịu sao vợ ạ? Ấy vậy mà em chịu được rồi, 8 năm không có vợ bên cạnh. À, hôm vừa rồi cô cũng gọi điện từ nước ngoài thì cô ấy bảo alo, hai bố con ở nhà yên tâm nhé, cô phải lo cho em. Em sống ở bên nước ngoài sướng lắm, cơm ăn ba bữa và quần áo mặc cả ngày. Tối thì ngủ với chủ, đêm thì cho chủ bú. Các bạn nghe thấy có được không? Được. À, được. Em tưởng vợ em sang nước ngoài làm cái nghề gì? Làm nghề tối ngủ với ông chủ, đêm cho chủ bú. Úi dồi, tiền quan bị cầm điện thoại được nó nát bét luôn. Nhưng mà hóa ra em cũng lại đi qua cho vợ em. Đúng với cô này cười cái gì? Vợ tôi ở bên kia làm nghề bố em. Ông chủ chưa được 1 tuổi. Chỉ có chi như vậy. Ông có mấy 8 tuổi chẳng có mấy bố thì có một khóc cả đêm rồi. May thế nào cô đẻ cho em với con gái. Con bé là bé rất xinh. Mà đặc biệt là cực kỳ thông minh. Nó chơi cho em 6 năm liền đó mùa. Bình thường. Đấy vừa rồi chuẩn bị lên cấp 3, nó lại ra trường 3 năm nữa, chuyển hết trường này sang trường khác. Khổ thế thì nhà trường vừa gọi điện về bảo.